Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình iOS tại trung tâm đào tạo nhà khoa Phạm. Trong video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra layout bằng code. Rồi mình sẽ mở một cái project. Rồi project này mình sẽ đặt tên là code layout ha. Rồi thì khi làm một layout chúng ta có hai hướng để làm. Một là chúng ta làm bằng main storyboard, hai là chúng ta sẽ sử dụng code để chúng ta tạo. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái layout bằng code. Rồi giả sử mình hình dung layout của mình như sau. Layout của mình sẽ có một đối tượng UI view. Đối tượng UI view này sẽ có màu đỏ và đối tượng UI view này sẽ nằm center x center y, và nó sẽ có kích thước là hình vuông. Chiều ngang sẽ bằng một nửa chiều ngang màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào view controller để mình thực hiện code. Khi tạo ra một đối tượng bằng code tay thì chúng ta sẽ khai báo đối tượng đó ra. Giả sử mình let ra một biến view đỏ. Rồi view đỏ này của mình sẽ có kiểu là UI view. Thì cách thứ nhất các bạn có thể tạo ra như thế này. Rồi sau đó mình nói view đỏ này của mình có background color bằng màu đỏ. Rồi để auto now view đỏ thì view đỏ này của mình cần phải gọi hàm translate auto resizing mask into constraint và mình đưa nó về phone. Rồi nếu chọn cách này thì các bạn thấy là giả sử mình có nhiều view, mình cứ đưa hết vào viewDeload các cái thuộc tính thì nó sẽ rất là khó để các bạn có thể quản lý code. Thì mình sẽ có một cách như sau, là chúng ta sẽ đưa cái khai báo này của chúng ta thành dạng function. Rồi chúng ta sẽ đưa cái biến view đỏ này thành một cái biến tính toán. Bên trong này mình sẽ tính ra đối tượng view của mình. Rồi tất cả những thuộc tính đi kèm mình đưa hết lên bên trên. Rồi sau đó mình return thằng view này về. Thì view đỏ của mình sẽ được tạo ra từ cái view con trong cái biến tính toán này. Thì nếu có càng nhiều view thì chúng ta lại có càng nhiều những cái biến tính toán như thế này. Code chúng ta sẽ được quản lý dễ dàng hơn. Và những cái thuộc tính chúng ta sẽ đưa về cái đối tượng ha. Chúng ta sẽ cố gắng viết theo kiểu hướng đối tượng như thế này. Rồi sau khi tạo ra view đỏ rồi, chúng ta sẽ auto layout view đỏ. Thì để auto layout view đỏ chúng ta có ít nhất là 4 cách. Cách đầu tiên, mọi người có thể sử dụng cái thuộc tính frame ở đó để mọi người tính toán. Tuy nhiên cách này mình sẽ không chọn, bởi vì khi làm bằng frame, lúc chúng ta xoay ngang màn hình ra, chúng ta lại phải tính lại cái frame đó, rất là vất vả. Thì mình sẽ chọn giải pháp là mình sẽ auto layout. Thì auto layout nó sẽ có 3 cách để các bạn làm. Một là các bạn code bằng thằng NS layout constraint. Thì trong NS layout constraint nó sẽ có hai dạng, một dạng là NS layout constraint và một dạng là visual format. Cách thứ hai là các bạn dùng thằng Enco cho mình. Và cách cuối cùng là các bạn dùng các cái library hỗ trợ như là thằng SlapKit. Rồi, trong video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu tiên là dùng NS Layout Constraint. Thì dùng NS Layout Constraint, các bạn sẽ khai báo cho mình những cái constraint của nó. Một đối tượng được xác định khi có đủ 4 constraint X, Y, Width, hay. Thì mình sẽ xác định X cho nó trước. Thì x của nó mình muốn là mình center x. Rồi mình sẽ gọi NS layout constraint ra. Thì trong NS layout constraint này nó sẽ có hàm để cho các bạn khai báo cái constraint. Thì trong hàm này có hai thằng là item và to item. Item chính là cái đối tượng mà mình đang là auto layout. Ở đây mình sẽ nói là view đỏ. Rồi attribute của mình đang là chiều x thì mình sẽ chọn center x.
Ở đây các bạn không chọn center x cũng được. Các bạn có thể chọn thằng left hoặc là thằng right. Ở đây nếu không muốn center x thì các bạn chọn left hoặc right. Thì nó sẽ liên quan tới tọa độ x của nó. Rồi ở đây mình center x. Rồi relay mình sẽ cho là equal. Nó còn hai thằng là thằng less than or equal và thằng greater than or equal. Rồi to item của mình sẽ nói là mình chọn thằng view. Rồi mình nói center x của thằng view đỏ bằng với lại center x của thằng view, có nghĩa là chính giữa cái màn hình theo chiều x. Rồi multi layer tỷ lệ là 1, content để nó 0. Xong một thuộc tính. Tiếp theo mình nói thêm thuộc tính center y. Rồi mình ns layout constraint. Thì center y cũng tương tự, mình sẽ có view đỏ là view mình đang auto layout. Rồi mình chấm center y. Rồi relation mình là equal. To item của mình sẽ là view. Rồi attribute của mình là center y. Multiplier là 1, constraint là 0. Thì cái này giống như là các bạn kéo thẻ chuột auto layout center x center y vậy. Rồi bây giờ mình sẽ khai báo đối tượng tiếp theo là đối tượng chiều ngang width của mình. Rồi mình nói mình có một cái width. Rồi mình dùng ns layout constraint. Rồi tương tự mình có view đỏ là đối tượng mình đang auto layout. Rồi mình đưa vào thuộc tính là width. Rồi mình sẽ cho equal, nghĩa là bằng với width của đối tượng thứ hai là view. Attribute là width. Rồi multi layer là 1/2, chuẩn là 0. Rồi bây giờ mình đến cái chiều tiếp theo là height. Thì như mình đã trình bày, height của mình muốn đây là hình vuông thì mình sẽ cho hay này tỷ lệ với width của chính nó. Rồi mình nói là view đỏ hay tỷ lệ equal với lại view đỏ width. Rồi tỷ lệ là 1:1, constant là 0. Thì khi khai báo ra bốn cái thuộc tính cho auto layout này rồi, chúng ta sẽ gán cái thuộc tính này vào cho cái đối tượng của chúng ta. Thì để làm chuyện này, trước khi mà chúng ta gán các cái layout này vào cho cái đối tượng thì mọi người phải thêm đối tượng đấy vào màn hình rồi đã. Thì mình nói view chính là cái super view của mình chấm add sub view. Add sub view thằng view đỏ của mình vào. Rồi sau đó đối tượng nào add sub view thì đối tượng đó sẽ quản lý luôn cái constraint. Thì mình nói là view chấm add constraint. Thì có hai hàm, một hàm là add constraint bình thường và một hàm là add một mảng các cái constraint. Thì mình sẽ chọn hàm add một mảng các constraint. Lần lượt mình truyền vào đây là một cái mảng các cái constraint của mình. Center x, center y, width và height. Lưu ý cho mình ở điểm này rất là hay sai, là đối tượng nào add sub view thì đối tượng đó sẽ add constraint. Xong xuôi hết rồi, chúng ta sẽ run lên. Rồi, ở đây mình đã có view đỏ rồi. Nó đang còn bị một cái view đỏ nữa là do trong Mental Report. Thì mình sẽ delete đi và mình run lại. Rồi, mình sẽ run lại. Lúc này mình không có sử dụng Mental Report mà mình sử dụng code để mình tạo layout. Rồi, đây là đối tượng mình tạo ra. Nó nằm center x, center y và nó có chiều ngang bằng một nửa kích thước màn hình. Bây giờ mình xoay ngang nó thử. Đó, nó tự động sẽ auto down, nó tính lại cái kích thước cho mình.
Thì nếu mà các bạn dùng thằng frame thì khi xoay ngang nó sẽ không tính cái kích thước cho các bạn mà nó sẽ giữ cái kích thước cũ. Thì mình vừa hướng dẫn các bạn cách tạo một cái layout đơn giản bằng code theo thằng NS Layout Constraint. Trong video clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bằng thằng NS Echo. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.